Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018. Huyện Lệ Thủy đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình thủy lợi. Phóng sự đồng hành cùng người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 132 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tối qua, ngày 30 tháng 4, tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018. Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành phố Đồng Hới, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới năm nay được tổ chức với quy mô lớn, là hoạt động mở đầu để giới thiệu quảng bá cho mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. Trải qua 10 năm tổ chức, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới là sự kết tinh giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và du lịch. Qua đó, nhằm mang đến cho du khách những giá trị văn hóa, tinh thần của vùng đất Quảng Bình, tình cảm nồng hậu, mến khách của người dân Đồng Hới, để nơi đây mãi là điểm đến của đông đảo du khách, bạn bè quốc tế. Đồng Hới Quảng Bình với hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa từ bao đời nay của nhân dân, cùng là địa phương có những sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, thu hút du khách. Khi đến với Quảng Bình, một Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới là một minh chứng hết sức sinh động. Trải qua hơn 10 năm tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn, sự đồng hành hưởng ứng của các doanh nghiệp mà còn tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Hới, đến với Quảng Bình, góp phần khẳng định vị thế du lịch Đồng Hới Quảng Bình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Với chủ đề Đồng Hới hoa hồng và biển, chương trình nghệ thuật được chia làm 3 phần gồm non nước Quảng Bình, Đồng Hới hoa hồng và biển và Đồng Hới, thành phố Bình Minh. Ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ và nên thơ của quê hương Quảng Bình về đại tướng Võ Nguyên Giáp, mẹ suốt, đồng thời tái hiện một cách sinh động một Đồng Hới xưa và nay, một thành phố trẻ đang khao khát vươn mình với sức sống của biển, mang hơi thở của tình yêu khát vọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quy mô cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình đã mang đến cho khán giả và du khách những ấn tượng đẹp về một thành phố du lịch. Kết thúc chương trình nghệ thuật, người dân và du khách được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đầy ấn tượng, chính thức chào mừng mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. Qua cái chương trình nghệ thuật này thì tôi rất là tự hào về cái mảnh đất Đồng Hới, quê hương của mình. Tôi cảm thấy là yêu thêm cái mảnh đất quê hương của mình. Là hy vọng qua cái chương trình này thì là khách và người dân Đồng Hới sẽ là phát huy được cái thế mạnh và thu hút được cái du lịch của tỉnh Nam. Hy vọng thông qua những cái chương trình văn hóa quảng bá du lịch thì Quảng Bình là cái điểm đến rất là yêu thích của du khách không chỉ trong nước mà còn du khách quốc tế. Ngày 29 tháng 4, tức ngày 14 tháng 3 âm lịch, tại Minh Hóa đã diễn ra lễ hội ẩm thực và các hoạt động quảng bá du lịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của huyện Minh Hóa, giúp du khách khi đến với hội rằm tháng 3 được thưởng thức những món ăn dân dã của địa phương. Tham dự lễ hội có 16 gian hàng của 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Điểm nhấn của lễ hội là những món ăn dân dã rất gần gũi với cuộc sống thường ngày của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Minh Hóa. Các món ăn đều sử dụng nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, từ thực phẩm chính đến các loại gia vị và được chế biến ngay tại hội thi, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi và gây thú vị cho thực khách. Phần thuyết trình cũng được các đội chủ trọng, nêu bật được chủ đề của các món ăn truyền thống, kết hợp quảng bá du lịch của địa phương.
lễ hội ẩm thực đã thu hút hàng trăm du khách các nơi về tham quan và thưởng thức. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội đàm tháng 3 huyện Minh Hóa, hôm qua, ngày 30 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức bế mạc và trao giải bóng chuyền nam nữ năm 2018. Qua 6 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, với hơn 200 vận động viên tham gia, giải thi đấu bóng chuyền nam nữ huyện Minh Hóa năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam bệnh viện đa khoa huyện và đội bóng chuyền nữ phòng giáo dục huyện. Giải nhì được trao cho đội bóng chuyền nam xã Hòa Tiến và đội bóng chuyền nữ xã Hòa Hợp. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Lệ Thủy đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình thủy lợi. Phóng sự đồng hành cùng người lao động. Để đảm bảo phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn. Công trình sửa chữa khắc phục khẩn cấp tuyến đê bị hư hỏng của hệ thống đê bao vùng 2 tả Kiến Giang có tổng mức đầu tư 1 tỷ 350 triệu đồng với chiều dài 3 km, mặt đê rộng từ 3,5 m, nâng cấp cao thêm 0,35 m, gia cố mái đê 1,5 m và trồng cỏ. Công trình được khởi công vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Những ngày qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Lân đã huy động lực lượng phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với công trình sửa chữa hệ thống đê bao vùng 2 tả Kiến Giang, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo các đơn vị sửa chữa các tuyến đê bao trên địa bàn nhằm chủ động phòng chống lũ tiểu mãn sắp tới. Với mục tiêu tạo đầu ra ổn định và quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tỏi tía xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, đầu năm 2018, cơ sở sản xuất tỏi đen của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng mùng 2 tháng 9 đã đi vào hoạt động. Hiện cơ sở sản xuất 3 sản phẩm gồm tỏi đen, rượu tỏi đen và tinh dầu tỏi. Tỏi đen được sản xuất ra từ công nghệ lên men tự nhiên bằng máy làm tỏi đen Việt Nhật. Cơ sở này hiện đang sản xuất thử nghiệm rượu tỏi đen. Sản phẩm rượu tỏi đen được lên men từ tỏi trong thời gian 45 ngày, có màu đen, vị ngọt, không còn mùi cay hăng của tỏi thường. Các sản phẩm của cơ sở sẽ được đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng, các điểm khu du lịch, nghỉ mát của tỉnh Quảng Bình. Thông qua đó, nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tỏi tía Quảng Minh. Trong những ngày này, bà con nông dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đang xuống đồng thu hoạch mía. Năm 2017-2018, toàn xã Nam Trạch trồng trên 27 hectare mía, chủ yếu là giống mía ROC10. Ưu điểm của giống mía này là khả năng chịu hạn tốt, ít nhiễm bệnh, chín sớm, đẻ nhánh khỏe, năng suất cao và đặc biệt mía có thể tái sinh từ 2 đến 3 lứa sau khi thu hoạch. Cây mía ở Nam Trạch được thị trường rất ưa chuộng bởi vì ngọt đậm, nên hiện nay đầu ra không chỉ riêng ở trong tỉnh mà đã vươn ra ở một số tỉnh phía Bắc. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tích cực chăm sóc nên cây mía sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt cao trên 50 tấn mỗi hecta. Với giá mía trên thị trường hiện nay là 3.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta trồng mía người dân thu lãi trên 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn. Với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, tháng công nhân năm 2018 được phát động từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thăm và tặng gần 240 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trao 20 mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn nghèo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn vay vốn, xây dựng 2 nhà nội trú cho giáo viên vùng sâu, vùng xa. Đó là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai trong tháng công nhân năm 2018. Cùng với đó, nhiều hoạt động được triển khai xuyên suốt trong nhiều năm liền, như công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp, Tết xung vầy, vì đoàn viên người lao động khó khăn, đã thực sự mang đến niềm tin và động lực để đoàn viên công đoàn có thể yên tâm lao động sản xuất. Sắp tới thì chúng tôi sẽ kết hợp để phát động tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Điểm mới năm nay là được Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp để tổ chức cái lễ này. Và sau cái lễ thì chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày hội tư vấn pháp luật và giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên người lao động và kể cả học sinh sinh viên.
Ngoài đưa lại lợi ích vật chất cho người lao động thì chúng tôi cũng muốn tổ chức công đoàn cũng đưa đến cái lợi ích tinh thần thông qua đó để khích lệ đoàn viên người lao động hăng say trong lao động sản xuất, trong các phong trào thi đua để góp phần mình thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị và góp phần vào cái nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và hướng tới chào mừng đại hội lần thứ 18 công đoàn tỉnh Quảng Bình. Năm nay, tháng công nhân đã chính thức được khởi động từ khá sớm ở rất nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực cũng như kỳ vọng của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đến nay, tiền lương bình quân của đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên 4,1 triệu đồng một người một tháng. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các buổi đối thoại, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn của người lao động và doanh nghiệp, từ đó đảm bảo việc làm, tiền lương và đời sống cho công nhân lao động. Từ khi mà công ty thành lập tới nay là luôn chú trọng đến cái quyền lợi của người lao động. Thứ nhất thì luôn là quan tâm và chăm lo đến cái đời sống hàng ngày của là công nhân, đặc biệt đó là cái bữa ăn cơm ca, ăn cơm trưa. Thứ hai nữa đó là những công nhân mà chưa có tay nghề mà vào với công ty thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đào tạo cái vấn đề đó. Và sau khi hỗ trợ đào tạo nghề xong thì chúng tôi ký cái hợp đồng lao động và tham gia đóng cái bảo hiểm 100% cho người lao động. Chúng tôi đang xúc tiến và đẩy nhanh cái khu tập thể ở cho cán bộ công nhân viên. Thì trong đó thì cũng có cái khu là nhà giữ trẻ để là cũng tạo điều kiện cho anh chị em công nhân mà có gia đình, thành lập gia đình sau khi mà vào làm việc tại công ty. Công ty cũng đã lo chú đáo cho anh em cán bộ công nhân viên thì hàng năm thì có là chế độ ngày lễ, ngày phép, rồi là bảo hộ lao động gọi là đầy đủ, rồi các cái chế độ bảo hiểm, rồi nơi ăn, nơi ở cũng là chú đáo. Thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã khẳng định được vai trò đồng hành của công đoàn các cấp đối với người lao động. Đây là yếu tố quan trọng, không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất tại các đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 1 tháng